Mùa nước nổi ở miền Tây đã quá đổi quen thuộc, là niềm thương, nỗi nhớ, là ký ức trong đời sống của người dân nơi đây. Người xưa có câu, tháng 7 nước nhảy khỏi bờ. Cứ vào khoảng tháng 7 đến tháng 10 âm lịch hàng năm, con nước đỏ ngầu cuồn cuộn từ thượng nguồn sông Mekong tràn về đồng bằng sông Cửu Long, mang theo nhiều phù sa và nguồn lợi thủy sản. Vào thời điểm này thì tại các địa phương đầu nguồn như là Đồng Tháp, An Giang, Long An, v.v. mênh mông biển nước trắng xóa trên những cánh đồng. Ở đây có cái chậu mà, đây có cái chậu khỉ nhưng mà nó bị chậm nước. Hiện tại mình đang có mặt tại thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Hồng Ngự đang vào mùa nước nổi nha các bạn. Hiện tại thì nước đã vô những cánh đồng nhưng mà vẫn còn thấp thôi, chứ chưa có được cao cho lắm. Như các bạn cũng thấy nè, những cái cánh đồng lúa thì người ta cho nước vô rồi, nhưng mà chưa có ngập hết những cái cây lúa cũ nè, thấy không? Dạ, vẫn còn mấp mé. Chú đi thăm đồng hả chú? Dạ, đi thăm bà con lớn. Dạ. Chụp hết, đi quay phim hả? Dạ, con đi quay chơi vòng vòng chơi thôi. Dạ. Rồi bà cái đúng à? Dạ. Với người dân nơi đây, mùa nước nổi cũng chính là mùa được nghỉ ngơi, đó cũng là mùa cho đất nghỉ, rửa phân bón hóa học, đón phù sa về bồi tụ cho ruộng đồng, vườn tược thêm màu mỡ, nhấn chìm các loài côn trùng sâu bọ gây hại, đồng thời đưa cá tôm về sinh sôi mang lại nguồn lợi thủy sản, giúp cho người dân cải thiện được cuộc sống và kinh tế gia đình. Hầu như những ai sinh ra và lớn lên ở mảnh đất chín rồng này cũng đều chung có một cái cảm nhận, mùa nước nổi luôn là hình ảnh rất đỗi quen thuộc và sẽ là một phần ký ức trong cuộc sống của người dân. Nó nhắc nhở cho mỗi chúng ta về vòng quay tạo hóa và những thứ tình cảm thiêng liêng, sâu nặng với mảnh đất quê hương đã nuôi dưỡng mình từ những con cá cộng rau. Rau giờ này rất là tươi luôn. Rau giờ này nó mọc quanh cái bờ đời á, mọc hoang, cũng ít có ai ăn, cũng có người ăn. Đây. Này, đó, thấy chưa? Tươi rồi chưa? Nãy giờ mình để ý nha, mình đi trên đường này nè, gặp cái cây dưa này rất là nhiều mà không biết dưa này là dưa gì. Trái nó tròn tròn nè các bạn. Ôi dạ, chậu kiến. Ôi kiến quá trời kiến luôn. Ui. Nè, đó. Trái nó tròn tròn nè, nè tròn tròn. Kiến nhiều quá. Đây. Không biết dưa này là dưa gì. Ôi kiến. Ý dạ. Trái nhiều lắm nha. Mình tưởng đâu là dưa hấu mà không phải dưa hấu. Dưa hấu thì trái nó bự, sao trái này tròn tròn mà nhỏ nhỏ không. Vô trong đây thì có rất nhiều đường đi nha các bạn. Thật sự là ở trong này là chỉ có người dân địa phương người ta mới biết đường người ta đi thôi, chứ để không thôi là đi một hồi là lạc đường luôn. Đường nó chẻ nhánh tùm lum tùm la hết trơn, mà đường nào cũng có đường đan hết trơn. Trên cái đường mình đang đi nè cũng là đường đan luôn, đường đan rồi đỡ đằng kia, đến đằng kia chút xíu là có một cái ngã ba kia cũng là đường đan luôn, nhưng mà không có cái bảng chỉ dẫn đó, nên là mình cũng không biết cái đường đó đi về đâu, rồi cái đường phía sau mình đi về đâu luôn. Còn mà nếu như mà mình đi ngược lại cái đường cũ á, thì nó xa quá. Bây giờ mình sẽ đi đường sau lưng mình. Mình nghĩ là đi phía cái đường mà trước mặt này á, sẽ đi còn xa hơn nữa. Thì chắc thì đi xa thì cũng ra ngoài đường lớn thôi, nhưng mà rất là xa, có thể là đi lên tới biên giới chẳng. Gần biên giới vậy đó. Còn mình thì muốn đi ra ngoài đường quốc lộ, đường lộ lớn. Giờ mình sẽ đi hướng này.
có lẽ không ở đâu người dân lại mong con nước về như ở miền Tây Nam Bộ. Bởi khi nước về mà còn mang lại phù sa màu mỡ, vuông bồi cho ruộng đồng, vườn tược. Cùng với đó là rất nhiều sản vật, tôm cá, dồi dào. Nước về cùng với đồng nghĩa việc hàng triệu người dân nơi đây có điều kiện bám theo con nước mưu sinh trên các dòng kênh, những cánh đồng. Thực tế cho thấy dựa vào tự nhiên và đặc thù địa lý, mùa nước nổi ở miền Tây cũng là một mùa mong đợi để làm ăn, mong chờ một mùa bội thu sản vật. Niềm vui, niềm hạnh phúc khát khao về cuộc sống no đủ, đông đầy trong từng mẻ cá chịu nặng. Đằng sau đó là cả những giọt mồ hôi, nước mắt, những mất mát in hằn trên khuôn mặt của người dân nơi đây. Cũng chính họ, những người dân đồng bằng sông Cửu Long vẫn mong muốn, ước ao những mùa nước đẹp, đủ để cải tạo đất, cung cấp phù sa cho toàn vùng, giúp con người có cuộc sống ổn định và sung túc hơn. Cùng với những lợi ích giá trị về kinh tế, mùa nước nổi còn là một phần ký ức trong đời sống. Riêng tôi vẫn nhớ và cảm thấy rất hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên tại vùng đất này, được trải qua những kỷ niệm đông đầy, những tình cảm thiêng liêng, sâu nặng về mùa nước nổi. Theo cái cảm nhận riêng của mình á, quê mình đẹp nhất là vào mùa nước nổi này nè các bạn. Nếu như mà có dịp về Hồng Ngự Đồng Tháp mùa nước nổi thì các bạn có thể cảm nhận được một nét đặc trưng riêng của miền Tây sông nước vào dịp mùa nước nổi như thế này. Mùa nước nổi như thế này thì sẽ có những cái trải nghiệm rất là thú vị cho các bạn, như là chèo xuồng hái bông điên điển, hay là đi đập vớn câu cá đó, rồi ăn những món ăn đặc sản như là như mình nói là cá linh nè, rồi các loại cá thủy sản mà bắt được từ cái mùa nước nổi mang lại cho người dân nơi đây nha. Những cánh đồng này thì khoảng một tháng nữa thôi thì sẽ ngập rất là nhiều, và những cái cọng lúa cọng cỏ sẽ bị ngập hết, và người ta sẽ bắt đầu đặt những cái vớn hay là những cái công cụ đánh bắt cá mua những cái cánh đồng này. Ở miền Tây mình gọi là mùa nước nổi là do con nước hàng ngày á, nó lên không có nhiều như là lũ lụt ở các tỉnh miền Trung và phía Bắc. Mỗi ngày có thể là lên vài tấc nước, rồi nó lên từ từ. Còn ở trong đồng á, là lên rất là chậm. Và những năm gần đây á, người ta đã làm những cái con đê, những cái đập, người ta ngăn lại không cho nước vô đồng. Vì vậy là có những cái cánh đồng lớn người ta không xả nước vô, người ta sẽ làm mùa vụ thứ ba. Còn những cánh đồng mà có xả nước như thế này thì ta làm chỉ hai vụ thôi các bạn. Hai vụ thì người ta cũng có một cái lợi ích, đó là xả nước vô thì mang lại là một cái lượng phù sa rất là lớn cho cánh đồng. Rồi ngoài ra thì diệt trừ những cái mầm bệnh từ các mùa vụ trước đó các bạn, nước nó làm trôi đi và diệt trừ các mầm bệnh đó. Các bạn hãy một lần ghé thăm Hồng Ngự quê mình dịp mùa nước nổi nha các bạn. Xin chào.